shop nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Ok, hello và xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của sĩ kẹo nhá. Vãi nồi, thằng nào kia vậy? Uầy, ba đứa luôn cả, ghê vậy. Vãi trưởng này, phạt gì thế nhỉ anh em? Ok này, một kill này, thằng kia nữa. Thằng kia thì nó lại ở ngay cái góc trên luôn anh em ơi, nào. Đứng đấy hả em ơi, bây giờ anh lên là anh xử lý chú luôn nhá. À đủ, dựng bom keo trông có vẻ là ghê thế nhỉ anh em. Rồi ok, anh em chờ mình xíu này. Lên vả cho nó xanh mộ rồi này. Làm sao, muốn gì em ơi, ở đâu? Đây á hả? Ui vãi trưởng, đông thế nhỉ anh em. Ở trong cũng có người luôn kìa. Vãi trưởng thật. Thế này thì mình hơi sợ rồi nha anh em ơi. Cái đậu xanh này, mày sẽ đâu hả em ơi. Xong luôn anh em ơi, 2 kill rồi nhá. Ok, vậy là đơn giản thôi anh em ơi. Xem là còn thằng nào nữa ấy không này. Xử lý cho nó luôn này. Tất nhiên là mình sẽ không để cho chúng nó sống dai, để chúng nó lấy đi cái top 1 được anh em ơi. Cái đậu xanh này, mày chạy đâu hả em ơi. Ui, tính căn sọ nhưng mà lại hụt anh em ơi. Đẩy qua luôn này làm sao đấy em ơi. Ui rồi ôi, ăn lựu nhé. Vãi trưởng, ui vãi trưởng thấy kìa. Ngon lành. 3 kill rồi các bạn ơi. Ui, ngon lành quá nhỉ anh em. Hình như là còn một đứa ở ngay chỗ này nữa thì phải này. Khá là căng thẳng rồi đi nha. À đây, đây à. Tưởng chú đâu, tưởng chú đâu cơ. Nãy giờ là cắn trộm anh hơi lâu rồi đấy em ạ. Cái đậu xanh này, ui, ghê vậy. Thề luôn các ông làm gì mà ghê vậy. Làm tôi lại cứ phải chơi game trốn chui trốn lủi như thế này. Chán thật đấy anh em, mày quần máu đã. Đấy, trước hết là anh em máu phải đầy, thế anh em mới tự tin để mà chơi game được. Ok anh em, để mình xuống tạm đây coi nhở. Rồi sao nào mọi người. Người đâu thì lại không có thấy này. Đùa. Ở bên dưới này không có ai đâu. Thế thì là chỉ có người ở phía trên thôi anh em ơi. Đây, hôm nay cũng nói chuyện tâm sự với anh em một xíu. Ê, mấy ngày rồi không có làm video. Hôm nay thì mình đã ra video trở lại thì anh em nhớ like cái video này, cũng như là chia sẻ video để ủng hộ cho mình nhá. Về cái lịch like thì mình sẽ sớm quay trở lại like với anh em. Mấy hôm vừa rồi kiểu lười quá lại đi nghỉ dưỡng anh em ạ, đi chơi, không có làm việc gì cả. Bây giờ chơi xong rồi làm việc thôi anh em ơi, không là không có cái gì để mà ăn đâu. Ui, trang bị ngon phết nhở. Ê, nó lại có cảo dai anh em ơi, ngon lành thế nhỉ anh em, đổi luôn này. Anh em đã thấy là cái đồ này chất chơi người rơi chơi anh em. Đấy, Goza để giảm thanh này, ông ngà một ít sẽ là một cái combo giết chết người hàng loạt. Đơn giản thôi mọi người. Số lượng người chơi còn lại trong vài đấu này chỉ còn lại 14 người chơi. Thôi thì ngày hôm nay mình sẽ cố gắng khô máu, kiếm thật là nhiều kill và giành lấy top 1 luôn nha anh em. Xuống dưới này coi thế nào, chứ mọi người ở trên thì lại không có ai nữa. Đùa. Chơi game mình lười nhất là cái chuyện mà anh em đi xem mạng đấy. Thề luôn, nhiều khi anh em cảm giác anh em chạy cả cái bản đồ luôn nhưng mà lại không thấy ai cơ. Trông kiểu buồn dã man luôn công ạ. Đây, phía dưới xưởng cơ khí kia thì nó lại có hai thính luôn mọi người ơi. Ui, đứa nào vừa lậm thính. Hay lắm, đứa nào vừa lậm thính ở đây. Coi chừng bây giờ anh lên là chú xanh mộ với anh nhá. Dám lượm thính trước mặt anh cả. Gan cũng to đấy nhỉ em. Ok ok, bây giờ chạy xuống xem thế nào anh em ơi. Ây da. Đang vắng lắm anh em chờ xí nhá. Kiểu gì xuống dưới là anh em cũng sẽ sớm thấy được người mà thôi. Đây, mình vẫn đang tích cực lượn lờ chạy xuống dưới đây mọi người. Kìa kìa. Hình như bên kia không phải là thính, nó là một con xe monster truck có đứa lượm rồi. Còn bên này mới thật sự là thính nha anh em. Mình cũng chẳng ham lắm bởi vì là có Goza rồi. Combo MP40 nữa thì rất là ổn rồi. Đó, có giáp mới này, ngon. M249 thì mình đã không xài. Đơn giản là Goza nó ngon hơn M249 rất là nhiều luôn. Hoặc là tùy theo cái bán của anh em. Chứ anh em mà cầm M249 sấy tượng băng hoặc là sấy kiểu sấy xe đấy thì nó rất là đã luôn anh em ơi. Ơ phải chỗ này, chạy đâu Hải ơi. Úi dồi ôi, Goza này em ơi. Lên bảng điểm số chưa em ơi. Đây các bạn, chờ mình xíu nhá. Lên trên và hút sang nó luôn nhỉ. Kêu xong thì anh em nhớ lượm sát để còn lấy được trang bị ngon nhá. Thật ra thì bây giờ đồ mình cũng đã khá là ổn rồi nha em ơi. Đấy, mũ ba này, giáp chống nổ này, ba lô ba này. Trời ơi, xong đúng combo mình ưa thích luôn này. Bom keo thì mình sẽ lượm thêm nhá. Ok anh em.
tầm này mình có 4 quả bóng keo thì nó cũng ổn đấy. Chứ nói thật với anh em chơi game mà không có bóng keo nó rất là kiểu như là khó khăn luôn. Nhiều lúc anh em kiểu bắn xong bị cả địch bắn bất ngờ cái là chỉ có nước gọi là xin Chúa mới cứu đỗi được anh em ạ. Chạy vào đây xem nào. Có ai không nhỉ? Ồ, bo thì nó thu lại sát luôn rồi anh em ơi. Cái vấn đề chính là anh em xem còn ai hay không để còn kill chúng nó nữa nhỉ. Đây mình sẽ chạy ra ngoài này xem thế nào này. Ơ vãi trưởng, đừng đùa với tôi nhá, đừng có nói là không có ai nhá. Ok anh em chờ mình xíu nhá. Đu cắp treo lên trên luôn chứ ngại gì hả anh em ơi. Bo nó lại thu lên trên, thế nên là chúng ta phải lên trên thôi anh em. Đây rồi, xuống đây thôi. Let's go nào mọi người. 8 thằng nữa à? Thế này thì cơ hội top 1 nó cũng không có khó khăn lắm đâu anh em ơi. Anh em cứ chơi game bình tĩnh này, tự tin kiểu gì là cũng lấy được top 1 mà thôi anh em ạ. Thật ra thì anh em chơi game cũng nên tính toán những cái đường chạy của anh em, chạy làm sao cho đường chạy nó khuất người nhất mà lại vừa gọi là canh được kẻ địch. Thế mới gọi là ổn nhá. Ơ vãi trưởng thằng bé. Thằng bé nó móc mình luôn anh em ơi. Cái đậu xanh này căng thế nhỉ anh em. Ok ok. Nó ngay trên tầng luôn anh em ơi. Dã man đủ. Thằng bé sấy mình ghê vãi trưởng. Được rồi mọi người, dựng tạm bom kèo ở đây cơ đã. Tầm này là quần máu luôn thôi anh em ơi. Đấy, quần máu cho cẩn thận thôi nha anh em. Tất nhiên là mình sẽ quần máu full rồi anh em. Chơi game là mới tự tin được. Ok ok. Dựng bom kèo thế này thì thằng nào bắn nổi. À đậu xanh nó phá bom kèo này. Phá bom kèo của anh à. Gắt à nha. Gắt à nha thằng kia. Ui, lại còn rút cả shotgun mini ra định chơi anh nữa. Thì chơi anh thế nào hả em ơi? Rồi nha mọi người, cuốn phun màu cái đã. Đấy, chắc là mình cũng sẽ chạy ra ngoài luôn thôi anh em ơi. Đơn giản là vì bo đang thu lại rồi, nên là chúng ta sẽ phải nhanh chóng di chuyển thôi anh em. Tầm này thì nó mới chỉ là bo thứ hai thôi, nhưng mà nói thật ra thì nó cắt máu cũng khá là đau đấy mọi người ạ. Có cơ hội thì anh em nên vào bo trước. Đấy nó là cái lời khuyên của mình. Còn anh em nhiều khi ấy, mình thấy là có nhiều bạn chơi nhây bo cực kỳ luôn. Nhưng mà thôi cũng kệ, ở đấy là cách chơi của những bạn ấy. Vâng, lúc này còn lại tất cả là 5 người chơi nữa. À quên, đấy là chưa tính được vị trí của tôi. Nếu mà tính cả tôi nữa là 6 người chơi này anh em. Cơ hội chiến thắng của mình thì vẫn chưa lên đến 20% luôn cơ. Cái đậu xanh 6 kill này. Thôi, công nhận là mình chỉ cần kiếm cái tiêu chuẩn 10 kill top 1 là ok rồi. Chứ thật ra là mình cũng chẳng cần gì nhiều. Ơ kìa, ơ kìa. Thằng nào ở kia? Ui, chạy nhờ, vừa chạy vừa nhảy cơ. Trông có vẻ nghệ thuật đấy nhở. Làm gì vậy thằng bé ăn nấm à? À lượm xác. Mày lượm xác này, mày lượm xác này. Chạy đi em ơi, ui. Dựng bom keo ngu rồi em ơi. Sao lại dựng ở ngay hai hướng đấy? Ở phía sau thì chú lại không dựng. Thế nên là chết là đáng đời rồi nha em. Ê mọi người, lúc này thì còn bao nhiêu đây? 4 người chơi đấy nhá. Thôi thì anh em dáng cùng kẹo xem kẹo lấy top 1 nha mọi người. Đấy thằng bé này cũng khá là nhiều trang bị ngon. Nếu mà nói thật thì bây giờ mình chỉ thiếu mỗi cái báng súng 3 nữa là mình đã full đồ tím rồi anh em ạ. Còn nòng súng thì mình vẫn thích dài giảm thanh hơn so với nòng súng 3 anh em ơi. Let's go nào. Bom thì càng ngày càng nhỏ rồi. Cái vấn đề chính là người ở đâu để cho chúng ta còn săn mạ nữa nhỉ. Không kiểu anh em chạy mãi không thấy người, tôi chỉ nản mỗi thế thôi. Hello hello. Hello hello. Có thấy ai đâu anh em. Lại cứ hella hello. Đùa. Các bạn trốn đâu cả rồi. Đây. Anh em cứ yên tâm thôi, bởi vì là bom càng ngày nó càng nhỏ rồi. Sớm muộn thì anh em cũng sẽ thấy được người mà thôi. Ơ vãi trưởng thật à. Tôi chạy ra ngoài này nhưng lại không thấy ai này. Ui dồi ôi. Chỉ còn một gang tấc nhưng lại xa rồi. Vậy thì làm sao mà kiếm được top 1 với 10 kill đây? Trong khi mình còn thiếu 3 mạng nữa mới đủ được 10 kill này. Ơ vãi trưởng. Vắng tay như chùa Bà Đành cơ ông ạ. Kiểu cảm giác anh em bảo game sinh tồn đấy đâu. Nó là game trốn tìm anh em ấy. Địch tầm này thì lại trốn hết cả rồi. Tôi chả biết chơi với ai ở đây nữa anh em.
Rồi sau này anh em thấy chưa? Mình chạy rất là tích cực luôn nhá anh em, nhưng mà có thấy người đâu? À, kia rồi, thằng bé kia đang chạy này. Đứng lại đi em ơi. Làm gì đấy? À, nó núp sau tảng đá rồi các bạn ơi. Lên xe, đẩy qua và săn nó luôn này. Ui, phía sau cũng có người luôn, càng càng càng. Ui, xe sắp nổ rồi anh em ơi, dã man nhở. Ghê vãi trưởng. Kiểu này là mình, ui, gặp ngay cái bọn này cho nó gọi là mấy thằng nó ăn hiếp mình luôn cơ anh em. Dã man thế. Ơ để mình ra ngoài này cái đã nhở. Đó xem người ở đâu đã. Mình nhớ là nãy là có một thằng sau tảng đá cơ. Không biết là nó đã di chuyển đi đâu chưa ấy. À kia gốc cây gốc cây. Các ông thấy chưa, thằng bé đang đứng gốc cây này. Đấy tôi thấy rồi nhá các ông nhá. Thằng này coi chừng vỡ đầu với tôi này. Ui dồi ôi vỡ đầu em ơi. Ôi em ơi là em ơi, sao lại vỡ đầu thế nhỉ. Trông đáng thương thế nhỉ các bạn ơi. Còn ba thằng ấy nhá. Chờ xíu tôi lên trên tôi xem xử chúng nó này anh em này. Xem thằng nào sống nổi được với tôi đây. À trên tròi à. Một đứa thủ tròi trước mặt nha. Kiểu gì tôi cũng phải xem săn nó cái đã. Bởi vì là bo tầm này là bo đang rất là nhỏ rồi. Đấy cầm sẵn băng keo nhá. Ui 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 ui. Đừng 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 anh ơi. Anh ơi đừng sấy em như vậy em sợ. Anh sấy nó vừa vừa sấy ghê, ghê quá em sợ đấy. Ok ok, thằng bé vẫn đang ở trên cái tròi canh nhá. Này, có nhiều bom keo để làm gì? Nhiều bom keo để làm gì? Thôi xong, mày xanh mộ với anh nha em ơi. Đó. Công ơi, tôi sẽ lên trên cái đá nào. Xem kiếm người cái đá anh em ơi. Còn hai thằng nữa. Ui, căng thẳng đấy. Ui, một đứa ở dưới này. À, hai đứa đều ở dưới cả, hay lắm. Mình ở trên này làm ngư ông đắc lợi thôi anh em ơi. Đủ. Trận này nó lại ngon thế nhỉ anh em. Thôi cứ vào bom trước cái đã. Cho bọn kia nó chạy vào là sấy luôn anh em. Ok ok. Tầm này thì mình đang ở trong bom rồi. À. À. Cái đầu. Cái đầu. Ui dồi ôi. Chạy vào bom luôn vào ngay này. Đấy dựng bom keo quần máu cái đã. Kìa kìa. Một đứa đang ở dưới kia. Nó đang chạy kìa anh em ơi. Ui. Chạy giữa đồng không mông quạnh như thế thì xanh mộ đi em ơi. Xanh mộ đi em ơi. Vừa cái cây nghe em ơi. Ui. Lại còn pha dựng bom keo kiểu này nữa thì đơn giản là mình có giảm thanh mà đấy không biết cơ. Pha bom keo luôn. Anh phải sợ chú à. Trông thằng bé nó chạy loạn lên kìa anh em. Ui dồi ôi. Bối rối hả em ơi. Gặp anh thì không có gì phải bối rối đâu em ơi. Thằng bé yếu máu lắm rồi nghe em ơi. Tầm này là nó chưa kịp quần máu đâu. À. Hai. Yes. Như vậy trong trận này mình đã có được 11 kill top 1 rồi nha anh em. Ngon lành nhỉ. Bye bye anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.